Ayo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hôm nay thì hãy cùng mình đến với Apple News số 352 để xem Apple đã vượt mặt Samsung như thế nào trong năm 2023 nhé. Ok, let's go. Theo báo cáo của IDC, Apple đã có lần đầu tiên trở thành hãng sản xuất điện thoại lớn nhất trên thế giới trong năm 2023 khi họ đã vượt qua Samsung 0,7%. Ngành công nghiệp di động đã trải qua một năm 2023 với nhiều biến động. Tổng thể có một số dấu hiệu hồi phục ở hai quý cuối năm. Tận dụng được sự suy giảm của đối thủ, Apple đã trở thành nhà sản xuất di động lớn nhất trên thế giới dù mức độ tăng trưởng không đáng kể. Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử táo khuyết làm được điều này. Đây là lần đầu tiên Samsung đánh mất vị thế thống trị của mình kể từ năm 2011. Trong 13 năm qua, nhà sản xuất Hàn Quốc luôn đứng đầu trong danh sách thương hiệu có lượng máy bán ra cao nhất. Trước đó nữa, Nokia thống trị thị trường và vị trí thứ hai thuộc về BlackBerry. Sự cạnh tranh giữa Apple và Samsung được giải quyết trong 3 tháng cuối năm. Dữ liệu từ IDC cho thấy, Apple đã bán được 80,5 triệu chiếc iPhone trong quý 4 2023. Hãng cũng đặt mức tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của táo khuyết đã trải qua quý kinh doanh không khả quan với chỉ hơn 50 triệu sản phẩm được sản xuất, sút giảm gần 11%. Thực tế, vào quý 4 luôn là giai đoạn thành công nhất của Apple. Lúc này, hãng đã bán ra dòng iPhone mới cùng với dịp lễ Tết cuối năm ở các nước phương Tây. Vào năm 2022, táo khuyết đã dẫn đầu toàn ngành ở tháng 10, tháng 11 và tháng 12 với 12,6 triệu máy, nhiều hơn đối thủ xếp sau. Và vào năm 2023, khoảng cách được nới rộng bởi Samsung sụt giảm. Doanh số bán điện thoại Galaxy trong năm ngoái đã giảm 13,6%. Điều này khiến cho thị phần của công ty Hàn Quốc giảm xuống mức 19,4% từ mức 21,7%. Trong khi đó, Apple đã tăng trưởng khoảng 3,3%, đạt mức 20,1%. Khoảng cách giữa hai công ty không quá lớn, nhưng là đủ để đánh dấu lần đầu tiên Apple vượt qua được đối thủ về số lượng máy bán theo năm. Apple đã âm thầm tăng vật dụng theo dõi trên ứng dụng Find My. Mới đây thì Max Rumors đã phát hiện ra rằng Apple đã âm thầm tăng vật dụng theo dõi trên ứng dụng Find My xuất hiện trên iPhone và iPad. Kể từ iOS 16, tính năng Find My đã cho phép người dùng theo dõi tối đa 32 vật dụng. Tuy nhiên, thông tin mới chỉ được Apple làm rõ trong tuần này. Cụ thể, Mac Rumor lên đầu đã phát hiện ra điều này trong một tài liệu hỗ trợ mới được táo khuyết cập nhật. Bạn có thể thêm tối đa 32 mục trong Find My. Ngoài AirTag, các phụ kiện trong mạng lưới Find My, AirPods Max sẽ được tính là một thiết bị. AirPods và AirPods Pro thế hệ thứ nhất được tính là 2, trong khi đó AirPods Pro Gen 2 được tính là 3 thiết bị. Mac Rumor tiết lộ về việc AirPods Pro Gen 2 được tính là 3 sản phẩm, Mac Rumors giải thích nếu mở ứng dụng Find My, người dùng sẽ nhận thấy rằng hộp sạc thường và hộp sạc MagSafe được tính riêng là 2 thiết bị khác nhau và tai nghe cũng được tính là 1 thiết bị. Find My là tính năng đã có trên iPhone từ lâu và cũng là cứu cánh cho rất nhiều người dùng khi lạc mất điện thoại bằng cách cung cấp vị trí cuối cùng trước khi tắt máy. Theo nhiều nguồn tin, về Apple công khai nâng cấp số lượng mục có thể theo dõi trên ứng dụng Find My liên quan đến việc AirTag thế hệ thứ 2 sắp sửa được trình lên. Hiện tại đã có tin đồn cho rằng táo khuyết có thể giới thiệu thiết bị này vào năm 2025. Táo khuyết đã yêu cầu 121 nhân viên trong lĩnh vực AI và Siri, họ sẽ phải chuyển vị trí làm việc hoặc là nghỉ việc. Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết bộ phận Data Operation Annotation, viết tắt là DOA, tại San Diego sẽ bị giải thể. Nhóm được đưa ra hai phương án, hoặc chuyển qua DOA ở Austin, Texas hoặc xin nghỉ việc. Họ sẽ có thời hạn đến cuối tháng 2 để đưa ra lựa chọn. DOA là bộ phận chuyên biệt của Apple, chuyên chịu trách nhiệm cho cải thiện trợ lý ảo Siri bằng cách lắng nghe các truy vấn tới dịch vụ thoại, xác định xem liệu nó có thể xử lý được câu hỏi chính xác hay không. Ngoài hai địa điểm ở Mỹ, DOA còn có văn phòng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland và Tây Ban Nha. Cũng theo nguồn tin, thông báo do Tristan DeFilippo và John Jenner-Gray, hai lãnh đạo ở mạng học máy và chiến lược AI của Apple đưa ra, hầu hết trong số 121 người không sẵn sàng rời văn phòng San Diego. Từ cuối năm ngoái, một số cũng được yêu cầu phải chuyển về trụ sở chính, sau đó họ được Apple phát các thùng chuyển hàng. Trả lời Fortune, phát ngôn viên của Apple cho biết, công ty đang tập hợp các nhóm DOA ở Mỹ về khuôn viên Austin, nơi phần lớn các nhóm khác cũng đang hội tụ. Với nhóm ở San Diego, người này nhấn mạnh, công ty có cam kết sâu sắc với người đã ký hợp đồng, nhưng từ chối đề cập chi tiết. Theo trang này, việc chuyển nhân viên khỏi San Diego gây bất ngờ vì Apple đã thuê văn phòng lớn cho đội ngũ AI tại đây. Động thái đưa ra phương án ép nhân viên lựa chọn, được cho là cách Apple tránh phải sa thải trực tiếp.
Mới đây thì tòa án Mỹ đã từ chối đơn kháng cáo của cả Apple và Epic Games. Điều đó đã kết thúc vụ kiện lớn nhất trong lịch sử. Ngoài ra thì nó cũng sẽ khiến cho App Store mất đến hàng tỷ đô. Theo Reuters, tòa án tối cao Mỹ hôm 16 tháng 1 đã từ chối đơn khiếu nại chống độc quyền của Epic Games và đơn kháng cáo của Apple. Trước đó vào ngày 12 tháng 9 năm 2021, thẩm phán Gonzalez Roger đã phán quyết buộc Apple phải gỡ hạn chế trong phương thức thanh toán các ứng dụng trên App Store, cho phép nhà phát triển dùng các công cụ thay thế. Việc tính phí hoa hồng 30% như hiện nay đối với nhà phát triển sẽ được xem xét lại hợp lý hơn. Đồng thời, Apple phải cho phép ứng dụng iOS sử dụng các nút liên kết bên ngoài hoặc quảng cáo hướng khách hàng đến phương thức mua hàng ngoài hệ thống thanh toán của Apple. Kết quả này không có lợi cho nhà sản xuất iPhone, nhưng phía Windows cũng bị thiệt hại. The Verge cho rằng, chiến thắng chỉ dành cho các nhà phát triển trên App Store, không phải dành cho Epic Games. Còn về phía tòa án thì họ cho rằng, Epic Games đã vi phạm hợp đồng với Apple khi triển khai hệ thống thanh toán thay thế cho Fortnite. Công ty đã phải trả cho Apple 30% tổng doanh thu từ hệ thống thay thế, với số tiền ước tính 3,5 triệu đô. Ngoài ra, Apple đã loại Epic Games khỏi cửa hàng ứng dụng, khiến họ mất lượng lớn khách hàng trên nền tảng iOS. Theo Bloomberg, phán quyết của tòa án là đòn giảm mạnh với Apple, vì phần lớn doanh thu từ App Store đến từ việc mua hàng trong ứng dụng và đăng ký dịch vụ. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Các bạn nghĩ sao về việc Apple đã khéo léo ép nhân viên nghỉ việc? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.